chào anh. Hello. Dạ. Rồi, con mèo. Con mèo của anh đây rồi. Ngồi xếp vào. Anh chạy qua mấy tầng rồi em? Nó có một chuyện nhạy cảm lắm. Nhạy cảm lắm. Phải hỏi để hiểu nhau hơn chứ. Anh là một đứa mà gọi là nổi tiếng lăng nhăng trên sân khấu. Mấy người lăng nhăng hay khổ lắm. Nghiệp quật đó em. Nghiệp quật đó em. Đúng rồi, tại vì nếu như mà chung thủy với một người á thì có thể là bù vì một người, nhưng mà lăng nhăng thì sẽ bù vì nhiều người. Vậy em có sợ quen người lăng nhăng không? Ai mà không sợ quen người lăng nhăng. Vậy em giữ đi. Có nhiều cách giữ mà. Có một loại người là họ vẫn yêu thương đối phương của mình, vẫn yêu thương người yêu của mình, họ vẫn xem người yêu của mình là tất cả vậy đó. Nhưng mà ở một cái góc nào đó, họ vẫn có một cái góc riêng tư. Cái đó là do cái bản năng của họ. Cái bản không chắc. Không có rảnh đâu. Tại vì em biết sao em lớn rồi đó. Hôm nay 22 rồi đúng không? Lớn rồi, suy nghĩ chín chắn rồi đó. Mà giờ cố gắng tìm đi. Tự nhiên thấy đúng rồi, quên cái em có thích ăn thịt kho hộp vịt không? Có, ở nhà em thường hay kho thịt kho hộp vịt chứ kho băng. Giữa thịt kho hộp vịt với lại cái sườn sườn á thì em thích ăn cái nào? Em thích sườn, em không có ăn cái gì hết, ăn cái gì xương xương đâu chứ. À, thích ăn thịt kho hộp vịt. Mở mở giống anh em thích đúng không? Mở mở giống anh em có thích hay không? Cái này nói về đồ ăn hay là nói về mở mở giống anh là sao? Đang nói về đồ ăn mà. Có đâu, anh hay ví anh là cái cục thịt kho hộp vịt ngon nhất của má anh kho. Nha. Yeah. 6 ngày nữa vẫn là chính mình. Biết đâu. Cái gì vậy? Chối hả? Chối tay anh à? Hả? Chối tay anh à? Chối gì thì anh em mà, chối cái gì? Chối tay anh à? Nếu chối thì thôi. Là anh em, là bạn bè. Trời, mới có một ngày thì chứ. Một ngày mà còn không dám đặt niềm tin thì thôi. Một ngày không dám đặt niềm tin thì thôi. Không có đơn giản mà anh dám bắt tay một cái người, hay là anh dám đưa tay ra bắt một người. Và nó đã đi quá giới hạn của một người bạn rồi. Thì với anh một bè anh em không thể nắm tay rồi được mà. No. Anh đây. Không. Anh không có rảnh rỗi, anh chỉ nắm tay với lại đối tác của anh hoặc là những cái người chào hỏi xã giao, ok. Nhưng mà cái tay của anh nắm em hồi nãy em không có thấy cái nó nắm khác với lại những cái mọi người. Em không có cảm nhận được điều đó thì thôi cho anh hẹn em lại một cái cuộc hẹn nữa được không? Dạ, anh tin nữa. Em cũng chúc anh là sẽ có một mùa lớp hao và vui vẻ, và anh sẽ mở lòng, mở ra được một cái cánh cửa mới cho mình. Cảm ơn em nhiều lắm luôn. Dạ. Cho anh một cái chìa khóa mới, anh tự mở cho chính anh rồi. Và ngày mai sẽ là một ngày mới. Anh nói với anh nha. Theo kỳ nghĩ, anh Toàn là một người đã từng trải rất là nhiều, đã từng chịu rất là nhiều tổn thương, và anh đang bị mất lòng tin về tình yêu và về một cái người khác. Anh ngại mở ra cho mình một cánh cửa và tin tưởng thêm một người nào đó. Nhưng mà nhiều lúc những cái cách nói chuyện của anh Toàn á, không truyền đạt được cái ý của anh đến với mọi người, làm cho mọi người hiểu sai ý của anh, dẫn đến những cái tranh cãi giữa anh và người khác. Cho nên là ngày hôm nay anh chưa hòa hợp được với mọi người. Kỳ á, nó là phải gọi là cho Toàn xin phép được gọi Kỳ là em nha, cho nó thân mật. Với em á thì mình có cảm giác là em lớn hơn cái tuổi của em, từng trải. Mỗi lần mà mình một cuộc hẹn hò hay là một khi mà xuất hiện thì phải mở ra cho mình một cái gì đó, thì cái người mà nắm giữ cái chìa khóa mà giống như là đã thông cảm với lại Toàn thì có thể là em. Nên là nếu mà không chẳng may mà ok mình không có
mình không có đi đúng như hướng với của hai người với nhau thì vẫn có thể là anh em tốt với nhau. Sau cuộc hẹn tối hôm trước, không hiểu sao sáng nay Kỳ lại có vẻ như muốn né tránh Toàn. Ở đây lát ông tòm ngồi bên đó là đủ. Bởi vậy tôi muốn đi, tôi đi. Kỳ quá à. Chiếc ghế mà Kỳ định ngồi vào, dâu đã để dành nó cho Bảo. Thiệt là một con sông quê. Thế là Kỳ đành quay về vị trí ban đầu. Con này là đầu nè, anh là mé. Ok, ổn, ok. Tại nhà sao? À, tính dịch nói gì? Cô là em kêu gì? Itadakimasu. Em, cho anh miếng mắm. Anh cũng bắt chước quá. Không ạ. Em lấy cái đó cho anh vậy đó. Không, anh không có thích ăn cái đó. Trời ơi, giống em, đúng thuộc thề với nhau. Đúng thuộc thề với nhau. Không ạ. Được anh, ăn ngon mà. Có hành phi thì... Chưa được để hành phi. Không, cái này không có hành phi đâu. Có hành phi. Yeah. Anh không có hành phi được hay gì? Anh không ăn được chứ đâu phải là Kỳ không ăn được. Đúng không? Ờ thì có gì đâu, thí dụ lột bù trừ đi. Thì anh không ăn thì em ăn. Em ăn anh không? Thôi, cô không có lo hành phi. Ờ. Nè, em rồi anh cũng đủ rồi. Nè. Có điểm chung rồi đó. Điểm chung là thay đổi mồ hôi. Thay đổi mồ hôi hay cười. Sau cuộc gặp tối hôm qua, sáng nay Dầu và Bảo đã trở nên gần gũi với nhau hơn. Sau khi hết chương trình anh dự tính như thế nào? Về hệ đến mình thì vẫn giữ mối quan hệ, chung là vẫn giữ liên lạc là chắc rồi. Có thể hẹn gặp nhau. Gặp nhau à? Hẹn hò. Đúng rồi đó. Rồi. Rồi thử á. Đẹp đó. Em thích là được. Em thích đâu, em thích họ, anh thích thì không. Anh cũng thích mà. Anh thích, em mới thích. Vậy? Cái đó là em thích là thích từ cá nhân của em thôi, còn anh phải thích nữa. Anh cũng thích. Bộ sưu tập sắp tới anh sắp sửa ra mắt. Không muốn chụp hình chung. Là sao em làm người mẫu hả? Trời ơi em người mẫu được đâu. Được. Anh nói được là được. Chủ shop nói sao cũng được. Gặp đối bí ẩn quá hả? Anh nghĩ là ai? Hả? Em nghĩ là anh Toàn với Kỳ. Mình cảm nhận được. Ừ. Rồi anh trong đây biết luôn. Thì cũng vậy. Thì không? Thì có như cái cách cảm nhận nó của hai đứa anh mình. Sao ta? Nói chung là em cũng có ý kiến, em cũng có suy nghĩ riêng của mình, nhưng mà em sẽ không nói đâu. Hiện tại thì Bảo đang nghiêng cặp đôi bí ẩn là Dầu và Quý. Thì nói chung em cũng nghi ngờ thôi. Nhưng mà em hy vọng đó không phải sự thật. Bởi vì em cũng thích anh. Anh cũng thích em. Thật sự lúc đầu anh có suy nghĩ. Cũng nghĩ em là cặp đôi nhưng mà... Anh tờ hả? Không. Anh mới vô thì anh nghĩ là... chắc em dễ thương vậy, chắc em cũng có cặp đôi rồi, kiểu vậy vậy á. Nhưng mà dễ tới anh, giờ để tới giờ trời em á. Để tới giờ trời em á. Dâu và Bảo không hề giấu giếm tình cảm của mình dành cho nhau. Tuấn cũng đang để ý Dâu. Khôi muốn có cuộc hẹn với Toàn. Toàn đang hướng về Kỳ. Kỳ dành ấn tượng cho Quý. Câu chuyện tình cảm của Boys Love mùa 2 sẽ tiếp diễn thế nào? Mời các bạn đón xem.